thường được make up của chị thì chị vẫn thấy là da của mình xuất hiện những cái tình trạng là mốc hoặc là bong chóc. Lại bỏ make up thì chị như một con người khác ấy. Tức là nó sẽ kém độ tươi tắn đi rất là nhiều. Đây cũng là tình trạng của rất nhiều các chị em gặp phải trong thời tiết mùa đông. Và một cách hiệu quả nhất nhằm phục hồi làn da khô rát, bong chóc đó là sự lựa chọn liệu pháp Glowing Plus để da được cấp ẩm tức thì, tạo hiệu ứng căng bóng, sáng hồng suốt cả ngày dài. Hãy cùng nghe chia sẻ của chị Trang Hoàng ngay sau khi sử dụng dịch vụ tại DK nhé. Vâng, chị Trang ơi, thì mình vừa mới làm xong những liệu trình buổi đầu tiên của Glowing Plus rồi thì chị đang cảm thấy thế nào ạ? Chị thấy là da của chị đầu tiên là thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là về chị cảm giác là rất là sạch, thông thoáng. Nói chung là chị cảm thấy da chị cũng được rất là cải thiện. Đây thì 2 tuần thì chị sẽ qua đi cây để nhờ các bạn cải thiện tình trạng da chị một lần. Đẹp tự nhiên, tôi chọn DK Beauty. Hãy để lại comment ở phần bình luận để được hỗ trợ nhanh nhất từ đội ngũ chuyên gia uy tín hàng đầu DK Beauty. Và đừng quên bấm follow kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé.